Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz trong thời gian vừa qua, lùm xùm giữa Đàm Vĩnh Hưng và doanh nhân CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì mới đây vừa Tết, quý vị khán giả cũng thấy là CEO Nguyễn Phương Hằng tuyên bố là mua vé hết những cái show mà Đàm Vĩnh Hưng đi hát ở đâu thì bà sẵn sàng mua. Thì trong mấy ngày qua cũng lùm xùm từ bữa mùng 1 cho tới hôm nay, thì quý vị khán giả thấy cộng đồng mạng đang quan tâm về vấn đề này rất là nhiều. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói về việc bà Phương Hằng tuyên bố mua số vé show diễn ở Đà Lạt như thế nào và tin đồn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ế xô ở Đà Lạt ra làm sao? Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi chi tiết. Việc xô diễn đầu năm bị một nhóm người vào hò hét khiến nam ca sĩ cảm thấy buồn lòng. Tiếp đó, xô diễn vào ngày mùng 4 Tết, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết nam ca sĩ tin tưởng vào pháp luật sẽ vào cuộc xử lý nếu bị phá rối tiếp tục. Theo lịch diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, vào ngày mùng 4 Tết, tức là ngày 4 tháng 2, anh có show diễn tại Đà Lạt. Khán giả đang bàn tán xôn xao về việc liệu nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng có đụng độ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở show diễn này hay không. Bởi trước đó, bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã tuyên bố mua vé xem tất cả những show diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong dịp Tết này. Bằng chứng là vào tối ngày mùng 1, bà xuất hiện ngay trước một cửa phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn. Sự việc này khiến một nhóm người ủng hộ nữ doanh nhân đã vào phòng trà liên tục la hét, gọi tên bà Nguyễn Phương Hằng và yêu cầu nam ca sĩ sao kê. Khán giả trong phòng trà thì một số người ủng hộ về phía doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, còn một số người thì ủng hộ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở show diễn. Vào ngày mùng 4 Tết tại Đà Lạt, bà Phương Hằng cũng cho biết sẽ mua vé lên xem. Nhiều người cho rằng số người ủng hộ bà Phương Hằng cũng sẽ tiếp tục tham gia show diễn này. Việc xảy ra ồn ào, khó tránh khỏi. Trước vấn đề này thì phóng viên đã liên lạc với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để hỏi sự tình như thế nào. Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc sẽ xử lý như thế nào nếu tiếp tục bị quậy phá các show diễn, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng không có bình luận gì thêm về vấn đề này. Anh cũng cho biết, bên tôi không trả lời những vấn đề này. Chúng tôi luôn tin tưởng vào pháp luật và tin tưởng pháp luật sẽ vào cuộc để xử lý. Và nhiều người cũng cho rằng sau sự cố tại đêm diễn đầu năm ngày mùng 1 Tết, với phản ứng quá khích của một số khán giả ở trước cổng, cũng như là bên trong phòng trà, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ lo sợ. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết anh đã đoán trước nên cũng đã chuẩn bị kỹ càng về mặt an ninh và sẽ tiếp tục đi diễn, chứ không trốn chạy như tin đồn. Trước đó anh chia sẻ, sau đêm diễn đầu tiên, tôi có một chút buồn vì tình huống lộn xộn, do ảnh hưởng ít nhiều những người phía bên ngoài và ảnh hưởng tới những người hâm mộ trong cái đêm nhạc của tôi. Dù đó là điều xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tôi cảm thấy buồn lòng vì đã không thể mang đến trọn vẹn cho khán giả của mình. Về việc không phát ngôn trong thời điểm này, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ rằng mọi phát ngôn của mình rất dễ bị xuyên tạc trong thời điểm nhạy cảm này. Vậy nên ca sĩ sẽ không nói gì về vấn đề những cái chuyện lùm xùm từ thiện cũng như là những câu chuyện đã qua. Tuy nhiên, mọi việc kiện tụng những người vu khống xúc phạm anh thời gian qua sẽ vẫn diễn ra bình thường. Cách đây không lâu, sau khi được minh oan về chuyện từ thiện mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã từng cho biết là đeo đuổi đến cùng vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng và các cá nhân vu khống anh sẽ không dừng lại nếu các bên này không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì quý vị khán giả thấy là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục biểu diễn đầu năm của mình có như là lời đồn ế như chùa Bà Đanh hay không ở tại Đà Lạt. Những ngày gần đây thì dân cư mạng đang nháo nhào vì chưa rõ thật hư trong câu chuyện ế khách trong live show đầu năm được diễn ra ở Đà Lạt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Cộng đồng mạng luôn theo dõi và mọi người đang hướng về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xem những lịch diễn và show diễn của anh diễn ra như thế nào. Đã có rất nhiều tin đồn không hay, thậm chí kể cả bình luận trái chiều gay gắt bàn luận về vấn đề này. Cộng đồng mạng và nhiều người ngỡ ngàng sau lộn xộn tại buổi diễn đầu năm của nam ca sĩ tại phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Thêm cả tin đồn phong phanh dù đã trao tay 100 vé cho khán giả đến xem, nhưng chương trình show diễn của anh cũng vắng bóng khán giả, nhưng thực tế khác hẳn suy nghĩ của một số đông người. Buổi biểu diễn mùng 4 Tết của giọng ca Nửa Phần Trăng được ghi lại với khung cảnh đông đúc chật kín người ở Đà Lạt, chứ không như tin đồn của mọi người. Theo suy luận của mọi người, khung cảnh trống trải ban đầu được bật mí là trong thời điểm mở đầu chương trình, khán giả chưa kịp đến chung vui. Ngay sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phát sóng trực tiếp buổi biểu diễn của mình, ghi lại thời khắc chung vui đầu năm với một số người đã theo dõi anh. Cái giá lạnh của Đà Lạt dường như cũng bị xua đi bởi tinh thần vui tươi, hòa hợp của nam ca sĩ trên khán đài và khán giả say mê tận hưởng âm nhạc phía bên dưới sân khấu. Ngoài ra, để đảm bảo sự thoải mái của mọi người theo dõi, những dãy ghế được xếp ngay ngắn và đều được lấp đầy bởi hàng người đông đúc. Nhiều người phải đứng để theo dõi rõ hơn tiết mục của nam ca sĩ. Tuy nhiên, sân khấu đơn giản, không có quy mô hoành tráng, thường thấy như show diễn khác của Đàm Vĩnh Hưng ở một số nơi, nhưng đêm nhạc vẫn được thể hiện đặc sắc cùng với những ca khúc rộn ràng sắc xuân. Trong show diễn này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tâm sự với khán giả, bày tỏ tấm lòng yêu vùng đất của mình đang biểu diễn da diết. Hôm nay đến đây, Hưng đến đây với tâm trạng rất là hạnh phúc, được hát lên trên thành phố mà mình yêu thích nhiều nhất sau Sài Gòn. Hưng chia sẻ sau Sài Gòn là chỉ có Đà Lạt là cái nơi anh rất là thích. Hưng đã nói nhiều về vấn đề này khi mà chưa nổi tiếng cơ. Thật sự Hưng rất mê Đà Lạt, mê lắm lắm luôn. Mới đây đã giữ của Hưng quá nhiều kỷ niệm. Nơi đây Hưng đã gắn bó biết bao kỷ niệm Hưng đã đi qua. Hưng có rất nhiều bài hát, ca khúc quay MV tại Đà Lạt này. Chưa một lần nào mà có ai rủ đi Đà Lạt mà Hưng nói không bao giờ, chưa bao giờ. Có cơ hội là Hưng thích đi Đà Lạt bởi vì nơi đây cực kỳ đặc biệt và có nhiều kỷ niệm với Hưng. Sau đó anh còn chia sẻ những lời nửa đùa nửa thật. Hưng thì mới trở thành công dân của Đà Lạt rồi, khiến ai cũng thích. Điều này cho thấy ca sĩ vừa tậu thêm bất động sản tại thành phố mà anh dành nhiều sự yêu mến nơi đây. Muốn sống nơi đây, không khí se lạnh, thoáng mát. Hy vọng sắp tới sẽ được trở thành nơi đây là làm show riêng đặc biệt của mình. Đây là lời khẳng định chắc nịch của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dành cho vùng đất mộng mơ này. Chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy sự tự tin của nam ca sĩ khi biểu diễn ở Đà Lạt. Đêm nhạc rất thành công và không có chuyện ế vé, hàng ghế trống như những tin đồn trên các trang mạng xã hội. Sau nhiều ồn ào khi được hỏi cách cư xử với những hành động phá rối của anti-fan tại show diễn, phía ca sĩ tuyên bố, bên tôi không trả lời về vấn đề này. Chúng tôi luôn tin tưởng vào pháp luật và tin pháp luật sẽ vào cuộc xử lý. Lịch trình của Đàm Vĩnh Hưng vẫn diễn ra như kế hoạch và đêm nhạc nào cũng đầy hàng ghế khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng đi làm từ thiện, thì hôm nay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có những cái hoạt động từ thiện như sau: bảo trợ cho trẻ em không còn cha mẹ vì Covid-19. Cơn đại dịch tung hoành vừa qua đã phá đi mái nhà của biết bao em nhỏ. Biết được điều này, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại lễ ký kết trao học bổng 100 trẻ em cơ nhỡ vì dịch bệnh, tổng trị giá phần quà trao tới 300 triệu đồng mỗi năm. Thêm vào đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói lên cảm nghĩ với Hưng. Hưng nghĩ ngay lúc này, tại thời điểm này cần sự che chở, cần một bàn tay đưa ra để kéo người ta ra khỏi bóng tối là điều rất cần thiết. Cái này
cho người ta kiến thức và cái sự tiếp tục được đi học, không có bị xấu hổ với bạn bè, không có bị tự ái hay mặc cảm với những người xung quanh mà mình vẫn được đi học mặc dù là cha mẹ không còn. Vì thế, những điều này suy nghĩ như vậy nên Hưng tham gia vào chương trình để lấy lại cái nguồn cảm hứng cho các em. Hưng cảm thấy mình rất là may mắn nên Hưng làm điều này là vì tấm lòng của Hưng muốn luôn hỗ trợ giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ. Và quý vị cũng đã biết là CEO Bình Dương đã tuyên bố đi Đà Lạt để gặp Đàm Vĩnh Hưng. Cuộc chiến của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và CEO Bình Dương có vẻ ngày càng căng thẳng hơn. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nữ CEO Bình Dương xem là bộ đôi ân oán không đội trời chung. Sau những đấu tố gay gắt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được cơ quan chức năng khẳng định là không ăn chặn tiền từ thiện. Ngay sau khi được trả lại trong sạch, ông Hoàng Nhật Việt tuyên bố tập trung cho vụ kiện nữ streamer nổi tiếng có hành vi vu khống xúc phạm thoái mạ. Và trong show diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trước ít giờ sau khi mà lên Đà Lạt để biểu diễn, thì nữ streamer này đã tiếp tục bài đăng tuyên chiến với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bà đã tuyên bố sẽ đi Đà Lạt để xem show diễn của ca sĩ vào dịp Tết. Chúc quý vị một ngày mới bình an. Tôi chuẩn bị chiều nay đi Đà Lạt để tiếp tục ủng hộ anh Đàm nhé quý vị. Đó là lời tuyên chiến của nữ CEO Bình Dương. Theo lịch trình của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ là mùng 4 Tết, anh Đàm sẽ có show diễn tại Đà Lạt. Dân cư mạng đang lót dép hóng pha đụng độ của bộ đôi ân gia ngõ hẹp. Bởi trước đó vào ngày mùng 1 và Tết Nguyên Đán thì mọi người cũng đã biết nữ CEO Bình Dương đã gây sốc khi tuyên bố mua vé xem tất cả show của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào dịp Tết. Tiếp đó thì vào tối ngày mùng 1, bà đã xuất hiện ngay trước cửa phòng trà tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, nữ đại gia đã thầu tới 80 vé của đêm diễn này. Nữ streamer này cũng đã từng đến nơi Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn hôm ngày mùng 1 Tết, nhưng sau đó đã lên xe rời khỏi để đảm bảo an ninh trật tự khu vực nơi này. Và sau khi mà tuyên bố của CEO Bình Dương thì thực ra nữ CEO này của công ty Đại Nam cũng đã đến Đà Lạt và có đăng đàn, nhưng đến đó nhưng mà không vào vì cho rằng là phòng vé 2 triệu đồng một vé cho nên không có thèm xem, thà cho nhân viên mỗi đứa 5 triệu đồng xài chơi còn hơn là mua vé vào đó mà với giá là 2 triệu đồng một vé, khá cao quý vị khán giả. Thực sự là những người thực sự yêu mến thì mới có tiền mà mua 2 triệu đồng vô để xem. Một cái vé như vậy không phải là ít tiền. Thường thường những người dân lao động thì thực sự khi mà có yêu mến ca sĩ đi nữa thì cũng không có tiền mua vé để vào xem. Kính thưa quý vị khán giả, thì cái trong buổi live stream của nữ CEO Bình Dương, Phương Văn cũng có đã xem. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy có hai luồng trái chiều. Có những người ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng, có những người ủng hộ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Phương Văn chỉ chia sẻ thông tin, còn ở quý vị khán giả có thể chúng ta bình luận theo cái ý của mọi người. Phương Văn thấy là trong cái buổi live stream của mình có những người YouTuber anh chửi mắng vợ chồng ông Dũng lò vôi rất là nhiều, thậm tệ và có những cái lời lẽ xúc phạm từ trước tới giờ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những người bóc phốt lại những người mà đã chửi CEO Phương Hằng với ông Dũng lò vôi. Thật sự khi mà họ cũng không đồng tình những người YouTuber lại các anh tên là Bảy Gà đã chửi với danh nhân Nguyễn Phương Hằng, thì có một khán giả họ đã bóc phốt và ủng hộ danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Họ bóc phốt từ đời ông nội, đời cha cho tới đời con. Thật sự là Phương Văn nhìn thấy chung thôi, có những người yêu mến danh nhân Nguyễn Phương Hằng thật sự và họ cũng không đồng tình cho những người YouTuber khác là chửi mới danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể là trong cái buổi live stream mà trực tiếp Phương Văn đã xem và trong cái buổi live stream của danh nhân Nguyễn Phương Hằng thì nói về một YouTuber mang tên là Bảy Gà. Thì một cái anh đó là trước giờ cũng là chửi bới danh nhân Nguyễn Phương Hằng cả vợ lẫn chồng. Cho nên có những khán giả họ không đồng tình và họ bóc phốt, họ bức xúc vô cùng, họ đối kháng lại,
và họ chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng cũng như là gọi điện thoại trong cái buổi live stream của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng bóc phốt về anh chàng YouTuber này. Thực sự nói từ anh chàng chứ cái người mà bóc phốt cái anh này thì cho rằng anh ấy là năm mươi mấy gần 60 tuổi. Thì một cái khán giả đó họ thật sự không đồng tình, họ nói họ rất tức tối vì sao mà chửi chị Phương Hằng và anh Dũng Lò Vôi suốt trong những tháng qua, và họ sẵn sàng bóc phốt từ đời ông nội, đời cha cho tới đời con. Thực sự khi lên sóng live stream thì quý vị khán giả thấy là cộng đồng trong và ngoài nước đều biết hết sự thật và những cái ngõ ngách đời tư của những cái người đó, thì đâu đó khán giả người ta cũng biết được. Có thể là những người bên cạnh, có thể là những người hàng xóm, và có những người hầu như là biết hết toàn bộ sự việc của những người đã từng chửi bới doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng như ông Dũng Lò Vôi. Thôi thì chúng ta thấy là ai cũng mong cho cái sự bình yên khi mà trải qua lùm xùm việc từ thiện. Có những người ủng hộ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng vì cho rằng là những tiền bạc đóng góp đó là do của nhân dân, của bà con đóng góp. Thành ra doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đứng về phía công chúng, đứng về phía người lao động, đứng về phía cái người mà quyên góp. Thì nhiều người cũng đồng tình với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và cũng mong sự thật là phơi bày tất cả những người quyên góp từ thiện thì cũng nên minh bạch cho tất cả khán giả, cộng đồng, vì số tiền đó là mọi người quyên góp. Họ đòi hỏi rất là chính đáng vì họ đóng góp thì họ cũng muốn minh bạch cái số tiền là làm bao nhiêu, chi bao nhiêu, thu bao nhiêu. Cái điều đó thực sự là rất là hữu ích khi mà những người ca sĩ cũng như là những người đi làm từ thiện nên công khai minh bạch thì cái điều đó tốt hơn. Còn có những người thì ủng hộ về phía ca sĩ cũng như là một số anh em là cho rằng Seo Phương Hằng có những cái hành động như vậy họ không đồng tình. Sau khi Bộ Công an đã vào cuộc rà soát từ ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành và một số ca sĩ khác nữa thì cũng trả lại sự minh bạch cho họ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nhiều khán giả cũng không có đồng tình vì sau khi mà từ thiện cũng như anh Hoài Linh thực sự ngâm 6-7 tháng trời, đó là họ nói mặc dù là trả lại sự minh bạch nhưng đâu đó thì lòng tin yêu của khán giả cũng vơi dần. Đó là một số khán giả đã bình luận và chia sẻ ý kiến của họ. Còn chúng ta thì mỗi người có một cái ý kiến riêng, có người thích, có người không thích, đó là cái quyền cá nhân của chúng ta. Phương Văn hôm nay xin phép chia sẻ những cái thông tin về ca sĩ cũng như là cập nhật về tình hình showbiz. Mong rằng tất cả quý vị khán giả đăng ký kênh Phương Văn để tiếp tục theo dõi những thông tin, những tin tức hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.